Và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình, Vabri Karen đây. Và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với một video vlog nữa trên channel Karen TV. Yes. Và trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe. Và các bạn đừng quên like và cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi. Ok mọi người ơi, và đây chính là chiếc vlog thứ hai trong cái chuyến đi Huế của mình các bạn à. Và mình thật sự rất là xin lỗi mọi người luôn, bởi vì là sau một tuần rồi thì mình mới đăng cái vlog thứ hai. Thật sự luôn là mình gọi là đang rất là bận với những cái công việc ở bên ngoài luôn á mọi người, cho nên là mình không thể nào mà edit vlog cho mọi người coi được. Nhưng mọi người yên tâm, bây giờ là mình sẽ gọi là chăm chỉ làm vlog hơn cho mọi người coi nha. Ok mọi người, thì trong cái chuyến đi Huế lần này á, thì đây chính là ngày thứ hai của mình. Và như các bạn có thể đang thấy là mình đang ngồi chê bông nè các bạn ơi. Wow, mình thề với mọi người luôn á, đây là lần đầu tiên mà mình gặp bé bông luôn á. Và thật sự là bé bông rất là dễ thương luôn mọi người. Bây giờ nhắc lại thôi là tôi cũng đã muốn gọi là đi Huế lại để được chơi với bé bông rồi đó mọi người. Ở cảnh này là bây giờ là Phong đang ngủ với bé Cam nè. Trời đất ơi, nhìn nó dễ thương gì đâu luôn không mọi người. Công nhận á là hai ba con nhìn ngủ y chang nhau luôn á. Và thật sự là cảnh này tôi không biết tại sao tôi lại quay Sammy nữa, cho nên là mọi người cũng đừng thắc mắc là tại sao mình lại quay Sammy nha. Ờ mình không biết nữa. Thì ý là tặng thêm cái áo khoác đó. Đi xuống cái hầm thấy có cái áo khoác màu xám nên tặng thêm cái áo khoác. Dễ thương nhỉ. Ờ áo không quá đặc biệt nhưng mà có thể phù hợp để mặc trong những mùa. Sau khi làm việc xong cái thứ thì bây giờ bọn mình đang bắt đầu chuẩn bị gọi là đi ăn sáng các bạn à. Đấy, các bạn có thể thấy là Phong Cận nè, Simmy nè, Sammy nè, lên đồ nhìn chất chơi không anh em. Nhưng mà riêng mình là nhìn mình gọi là mặc đồ cũng gọi là không được đẹp lắm. Ở đây nè các bạn, trời ơi các bạn thấy không, đây là một cái vòng của gọi là Phong Cận TV nha mọi người. Mọi người hãy đoán xem á là chiếc vòng này bao nhiêu tiền á, thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Nhưng mà chắc chắn rằng á là nó không hề rẻ đâu nha mọi người. Cái gì mà lại thả cơm chó rồi. Rồi, chưa gì mà mấy bạn xem vlog, mấy bạn xem vlog này chưa gì mà mới có cảnh 2 phút rồi mà đã thả cơm chó rồi. Thôi bây giờ đi thôi nào, let's go. Chắc chắn là các bạn coi cả xong cảnh này các bạn sẽ bảo mình là cao một người gọi là một độc tài. Như các bạn hay nghĩ rằng là mình đã ai da. Không sao. Cái sim đó băng như vậy là mình. Anh tập ơn luôn hả? Không, đúng không? Hay, kể cho mọi người nghe luôn, đó chính là cái chuyến đi Huế này á là thực sự là lần đầu tiên mình được gọi là Sammy và Simmy chở anh em à. Nếu mà các bạn có coi cái vlog trước á thì các bạn sẽ thấy được á là chỉ có Sammy chở thôi đúng không nào. Nhưng mà thật ra là cũng sẽ có những cảnh mà Simmy chở mình nữa. Nói chung là tôi tin vào tay lái của gọi là hai chị em nhà này lắm đó. À, mình cũng chả hiểu tại sao mình lại để cái khuôn mặt này nữa các bạn à, nên là các bạn cũng đừng thắc mắc nha. Ok, cái này á là mình gọi là đang chuẩn bị gọi là đi lên gọi là ở cái chỗ nào ta? Hình như là quán ăn Nhật Bản các bạn à. Bọn mình sẽ gọi là đi ăn món Nhật vào buổi sáng sớm luôn nha. À, các bạn đừng quan tâm mình. À, nhưng mà trước khi mà đi ăn sáng bằng món ăn Nhật á thì bây giờ cảnh này là mọi người đang gọi là muốn đi uống trà sữa các bạn à. Thì như các bạn có thể biết được là trà sữa thì nó cũng gọi là mọc sương sương thôi, nên là thôi thì lâu lâu mình xuống Huế chơi nên là mình mới uống một ly trà sữa đó nha mọi người. Chứ mình là mình vẫn gọi là không có muốn uống trà sữa đâu, tại vì nó rất là béo đó. Ok, cảnh này là bây giờ mình với Phong đang gọi là vô một cái quán trà sữa để có thể mua trà sữa cho mình và Phong, và sau đó mua trà đào cho Sammy và Simmy mọi người à. Thật sự luôn là mình với lại Phong có một cái điểm rất là giống nhau, đó chính là đam mê trà sữa không đường ấy mọi người. Nhưng mà lâu rồi mới gặp nhau ấy, cho nên là bọn mình quyết định là uống có đường luôn. Thôi thì nói chung là chắc là cũng không mập lắm đâu, mình nghĩ là cũng không mập lắm đâu ha. Nhưng mà mình khuyên các bạn là cũng không nên uống trà sữa quá nhiều nha, bởi vì uống trà sữa quá nhiều nó cũng sẽ không có gọi là tốt cho sức khỏe đâu nha mọi người. Nên là lâu lâu chúng ta uống thôi. Và tôi cũng chả hiểu tôi lại tiếp tục làm cái gì nữa, trời tôi làm cái gì vậy. Đây các bạn ơi, giới thiệu các bạn cái ly trà sữa. Lâu lắm rồi mình mới được uống ly trà sữa luôn các bạn à. Mà hồi xưa thật ra là tôi uống trà sữa nhưng mà trà sữa không đường, nhưng mà hôm nay mới được uống trà sữa có đường đúng không các bạn à. Phê. Phải lâu lắm mới được gọi là làm ly trà sữa này luôn á. Wow. Nhưng mà các bạn cũng đừng uống trà sữa nhiều quá nha, mập đó. Ừ. Lâu lâu uống thì được rồi nha. Nhớ nhanh đi.
Sau một hồi lái xe thì bây giờ bọn mình đã tới được quán ăn của gọi là Nhật Bản Japanese rồi các bạn à. Nhưng mà ở cảnh này thì bọn mình cũng không có quay nhiều ấy, bởi vì là mình gọi là cũng đang gọi là sáng sớm muốn ăn sáng á mọi người, cho nên là mình không có quay cảnh này nhiều. Nhưng mà tôi có quay gọi là cái gì ta, không gian quán, cho các bạn có thể tưởng tượng được là bọn mình đã ngồi trong cái quán này ăn nó chiêu như thế nào. Trời ơi, 10 giờ sáng chỉ có đúng 4 hành khách là bọn mình thôi mọi người, tại vì là đâu có ai ăn đâu. Đấy, các bạn thấy không, món bò cực kỳ ngon luôn. Thì nói chung là cảnh này là thả cơm chó đó mọi người à. Đó, cảnh này tôi đang thả cơm chó đó. Hai cặp đôi luôn, hai cặp đôi đi hẹn hò luôn. Và nếu mà bạn nào mà thắc mắc á là tại sao á mình, cái chân của mình đi nó cứ hơi cà nhắc á, thì nếu mà bạn nào á mà có coi vlog của mình hoặc là có gọi là kiểu theo dõi Facebook của tôi á, thì các bạn sẽ biết được là hôm trước khi mà mình đi Huế một ngày là mình bị té xe mọi người à. Cho nên á là mình vừa bị chấn thương tay nè, mình vừa bị chấn thương chân nữa, nên là nó rất là đau luôn ấy. Nên là lúc này của mình á là mình mới bị té xe có 2 ngày à, nó chưa có lành mọi người à. Nên là mình đi hơi cà nhắc một tí, nên là mọi người sẽ thấy là nói chung là nhìn nó hơi bị kỳ tí, nhưng các bạn thông cảm nha. À, các bạn thấy cái kính không? Mình đã gọi là đem đây cái chiếc kính này để một tí nữa chúng ta chụp hình đấy mọi người. Ôi ôi, bây giờ đó là bốn đứa mình gọi là vô trung tâm thương mại, người ta nói nó bị nhìn quá trời luôn các bạn ơi. Các bạn biết sao không? Bởi vì là mỗi đứa một màu. Riêng mình là mình hết nhuộm tóc rồi mọi người. Mình là sau này mình để tóc dài mình mới nhuộm tiếp, nhưng mà nói chung là đi vô đây cũng có mỗi người là Phong tóc vàng nè, Sam là cũng tóc vàng nè, Sim là tóc xanh nè. Trời ơi, vô bị nhìn quá trời luôn á mọi người. Nhưng mà thôi không sao, miễn sao chúng ta tự tin là được. Ok mọi người ạ. Và hôm nay là ngày thứ hai mình ở Huế rồi, và hôm nay chúng ta chỉ có đi ăn thôi mọi người. Thì sau cái luôn là từ ngày mà gọi là đi đến giờ mình chỉ có đi ăn thôi luôn. Đi dạ dạ mà không đi chơi đâu rồi, mọi người. Có nào về ta sẽ thấy gọi là hợp lại không? Sáng thì đi ăn món Nhật, còn chiều tối thì chúng ta lại đi ăn món Hàn Quốc thôi. Các bạn có thể biết được, nếu mà bạn nào không biết thì đây chính là, xin giới thiệu cho các bạn, đây chính là quán gọi là Tteokbokki các bạn à. Mà các bạn cũng biết rồi, Tteokbokki thì nó cũng là một cái gì đó cũng hơi mập một tí. Nhưng mà thôi, trời, tại sao tôi cứ liên tục đề cập tới vấn đề mập mạp ở trong cái chuyến vlog đi chơi của mình nhờ. Đấy, cảnh này là bây giờ mình đang gọi là lấy rau cho Simmy nè các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ Simmy bảo với mình là mì đâu, mình kiểu đợi cai tí, nên là bây giờ đây các bạn có thể thấy là đó, bây giờ Simmy đang kiểm tra món nè anh em. Anh em thấy không, tôi đi xuống đây chơi nhưng mà tôi là như nô lệ vậy đó, phải gọi là đi lấy nước rồi đi lấy đồ ăn nè, quá trời thứ luôn. Đây bà không, tôi nói đúng không anh em, tôi vừa nói xong là giờ bà bắt tôi gọi là đi lấy mì luôn nè các bạn à. Đó, mình sẽ cho các bạn coi được là cái chuyến gọi là hành trình đi lấy mì của mình nó gian nan như thế nào. Đó, mình phải đi vòng hết qua bên đây rồi. Ok, bây giờ là ở đây chúng ta có sẽ có hai loại mì nha các bạn ơi, đó chính là mì Hàn Quốc, à nhầm, mì Hàn Quốc và mì gọi là Việt Nam các bạn à. Mình kiểu giống như là lâu lâu mình bị liều các bạn, mình hay đọc là quắc á, tại vì là hồi xưa mình hay bị trêu là quắc lắm các bạn, tại vì tên của mình là Quốc mà. Ok, bây giờ là mình sẽ lấy mì xong rồi nào. Tôi vừa gọi là lấy mì Việt Nam mà vừa lấy mì Hàn Quốc luôn các bạn, để phòng trường hợp cho có ai ăn thì ăn. Đấy, nói chung là không có ý kiến nữa, để còn tập ngồi tập trung mà ăn chứ, đang tập trung ăn mà cứ gọi là bắt lấy đồ nó rất là khó chịu đúng không mọi người. Đây, đồ của Sim đây. Đấy, trời ơi, các bạn thấy lẩu không? Bọn mình thường là bọn mình ăn rau rất là nhiều luôn ấy. Ta-da, lẩu đã xôi rồi nè. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhập tiệc thế nào. Let's go. Và sau khi ăn nún no nê rồi, và bây giờ bọn mình đã gọi là chụp hình các thứ xong rồi các bạn à. Và bây giờ tụi tôi lại tiếp tục gọi là đi chơi tiếp. Nhưng mà lần này bọn mình quyết định là sẽ không đi ăn nữa, mà chúng ta sẽ gọi là đi mua đồ cute. Nhưng mà mua đồ cute, có thể tôi thì cần mua đồ cute đúng không mọi người, nên là đợt này là chỉ có Sim với Sam mua đồ cute thôi. Còn mình là mình sẽ chỉ đi theo để mình quay vlog cho mọi người thôi. Ok, bây giờ tôi đã thấy cái shop đó ở đâu rồi. Bây giờ đi vô phải coi coi là shop cute mà mấy bà nói là có cái gì nha mọi người. Coi coi là trong đó nó có cái gì hay hay mà tôi mua luôn. Ý tôi là mua tặng Sim nha, chứ không phải để tôi mua tôi dùng luôn nha mọi người. Mọi người đừng hiểu lầm nha mấy bà. Cái gì má, đang nghĩ gì vậy? Sim ơi, Sim à. Sim ơi, Sim mua gì đi? Mua gì ạ? Chú mua gì đi, cái tặng hết. Hết quán rồi. Bên ngoài thì mình nói là cái này nhìn nó cute thôi các bạn à, chứ còn thực ra thì mình cũng không biết là Sim đang cho mình đeo cái gì nữa. Nhìn nó hơi... nhưng mà thôi không sao, miễn sao là Sim cảm giác vui là được rồi. Chứ mình cũng không quan trọng gì lắm đâu nha. Hy vọng là Sim sẽ không coi được đoạn này. Sim sao cơ? Nhìn này ok không? Nhìn kiểu trâu quá.
thẳng nhìn nó được á. Xin là người nhà nữa. Happy birthday các bạn nhé, sinh nhật của bạn nào đang coi video này. Nó bị hay vẫn đâu rồi, mọi người nhìn nó bị hay cho bạn không nhiều đồ tay luôn, chỉ được tặng xin. Còn không thì tôi chỉ tính tiền với các bạn. Đó là cách nhìn nhất rồi. À, cả này là tôi đang gọi là dùng cái cây quạt mini các bạn ạ. Tại vì thực sự là trong đây cũng hơi nóng ấy, nên là mình đang gọi là cố gắng sử dụng cây quạt mini để cho nó mát các bạn ạ. Nhưng mà như các bạn có thể thấy là Simi đang có niềm đam mê với những chiếc nón sinh nhật này các bạn ạ. Mình cũng không hiểu sao Simi lại quyết định mua nó nữa, nhưng mà thôi không sao, miễn sao Sim thích là được. Đây, hôm nay mới được gọi là chính tay Simi lấy xe nè. Đó. Hôm nay là Simi khác nhau ok. Mình không phải Sim nha mọi người. Và... Thì Sim là Sim fake sao? Wow, Sim là Sim fake. À, biết trong Play Together không? Có người fake Sim á. À. Sim fake này. Trời ơi, sao lật lại ông nội. Hả? Cẩn thận nha Sim. Hả? Cẩn thận nha. Không, lát nữa tôi vô cục điện rồi. Không cẩn thận đâu. Không cẩn thận nữa. Ngoài đường phố quá, nên nhìn đẹp quá ta. Lấy xe dắt giống trong game mà đúng không? Giống trong game không? Phải đạp ra cái... đạp ra đi luôn đúng không? Sau một ngày gọi là đi chơi mệt mỏi thì bây giờ bọn mình đang ngồi bàn coi là ngày mai chúng ta nên đi đâu tiếp các bạn à. Bởi vì thực sự luôn là bây giờ cũng đang là dịch Covid ấy, cho nên là bọn mình chỉ có thể gọi là đi vô Vincom Huế này, hoặc là đi ăn đồ này nọ thôi, chứ cũng chả biết là phải đi chơi đâu nữa. Bọn mình định là sẽ đi xem phim luôn ấy mọi người, nhưng mà tiếc quá là lúc này là rạp chiếu phim của chúng ta chưa mở cửa, nên là bọn mình không có thể nào mà đi coi phim được. Ok, cảnh này là bây giờ bọn mình đang gọi là chuẩn bị về nhà các bạn à. Và đường về nhà đang rất là xa, mà còn trời lại còn đang mưa nữa nè, cho nên nó là cũng hơi nguy hiểm một tí các bạn. Và đây chính là con nhện các bạn ạ. Trời ơi, nguyên con nhện kìa. Bình tĩnh cho Sim, để Kai. Ok, Kai sẽ đứng làm ngoài. Giờ Sim có muốn đưa cho Kai không? Còn gì nữa không? Nó ngay trên bàn làm việc của Sa luôn á. Kiểu này là nếu mà không để ý, không để ý là nó nhảy lên đầu rồi. Trời ơi, con nhện. Trời ơi. Xin vô, xin vô đi. Trời ơi, dũng sĩ diệt nhện nè. Trời trời, má ơi con nhện nè mọi người, trắng xong chạy nập luôn á, nhìn nè trời ơi. Con này mà nhảy cái mặt mình tắt luôn nè. Vậy nha, từ từ. Vô cái xịt nè. Vô cái xịt luôn nha. 3, 2, 1. Trời ơi, trời. Chắc chắn nó chỉ đâu, nằm đây đâu. Hết đâu. Không xin được. Ok, cái thôi. Ừ. Sao cuộc đời nó bất công vậy trời ơi. Đúng rồi, con. Ai, và thế là đã kết thúc gọi là vlog ngày thứ 2 của mình tại Huế rồi các bạn ơi. Thật sự luôn là khi mà mình ngồi mình cắt cái video này á là mình rất là vui luôn ấy. Mình không biết là các bạn đang coi video này các bạn có cảm giác vui với mình hay không, bởi vì thực sự là sau 7 tháng thì mình mới có thể gặp lại được Simi và gặp lại được Phong Cận cũng như là Sammy ấy, nên là mình coi lại video này mình cũng rất là vui luôn ấy. Và mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái vlog này của mình là thật là nhiều luôn nha. Và có lẽ là vlog tới đây cũng đã kết thúc rồi, và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share và nút subscribe nhé mọi người ơi. Và mọi người cũng đừng quên là hãy hóng chờ chiếc vlog tiếp theo trong chuyến đi này của mình nha, sẽ cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Còn bây giờ thì tạm biệt, peace.